Thưa quý vị, nguy cơ sốt rét nhập khẩu đã có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh và mới đây bác sĩ Hồ Đặng Trung Nghĩa, trưởng khoa nhiễm Việt Anh bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh cũng đã xác nhận cơ sở y tế này đang điều trị cho hai bệnh nhân mắc sốt rét ác tính là người nhập cảnh từ Cameroon và bờ biển Nga. Trong đó một bệnh nhân là nữ 24 tuổi du học sinh trú tại quận Bình Thạnh và trở về từ Cameroon. Sau khi nhập cảnh một ngày, bệnh nhân đã có biểu hiện sốt, uống thuốc không khỏi. Tới ngày thứ 6, bệnh nhân được xét nghiệm máu và phát hiện ký sinh trùng sốt rét. Bệnh nhân ngay sau đó được điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp thứ hai là nam 63 tuổi quốc tịch Trung Quốc, nhập cảnh từ bờ biển Nga. Khi đến sân bay Tân Sơn Nhất, ông được đưa vào một bệnh viện để kiểm tra sức khỏe do có triệu chứng sốt. Các bệnh nhân hiện đều được điều trị tích cực với thuốc đặc trị sốt rét và phối hợp nhiều phương tiện để hỗ trợ điều trị.